Trước tình trạng thiếu lúa giống cho sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tổ công tác phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị chính phủ hỗ trợ lúa giống và kinh phí mua lúa giống. Theo đó, Tổ công tác kiến nghị chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn lúa giống từ nguồn dự trữ quốc gia cho các khu vực xuống giống sớm từ đầu tháng 10 năm 2021 với khoảng 50.000 hecta và hỗ trợ một nửa nhu cầu lúa giống với khoảng 1.300 tỷ đồng cho các địa phương có lịch xuống giống vụ đông xuân trong tháng 10 và tháng 11. Các tổ chức cá nhân nhận hỗ trợ lúa giống phải áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng hoặc 1,5 giảm để góp phần giảm lúa giống xác nhận còn 100 kg một hectare.